Chào mừng các bạn đến với tiết học mỹ thuật lớp 3 của chúng ta ngày hôm nay. Để vào bài mới, các bạn sẽ chuẩn bị đồ dùng cho cô: vở tập vẽ bài số 9, trang 25, bài 16, trang 41, 42, bài 28, trang 70, 71, màu vẽ. Hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề 1, sắc màu em yêu, bài 9, 16, 28, vẽ màu vào hình có sẵn. Các bạn mở vở tập vẽ ở trang số 25. Quan sát hai bức tranh cô có ở trên đây, các bạn cho cô biết màu sắc cảnh vật của cảnh múa rồng diễn ra vào ban ngày và ban đêm có gì khác nhau? Theo như các bạn quan sát, cảnh múa rồng diễn ra vào ban ngày, màu sắc cảnh vật rõ ràng, tươi sáng. Cảnh múa rồng diễn ra vào ban đêm, màu sắc cảnh vật huyền ảo, lung linh dưới ánh đèn. Các bạn quan sát, đây là hình vẽ múa rồng tranh nét của bạn Quang Trung, học sinh tiểu học. Các bạn cho cô biết bức tranh này vẽ những hình ảnh gì? Bức tranh này vẽ hình ảnh nhiều người đang biểu diễn con rồng lớn và những người đang đánh trống, khán giả đang xem. Cho cô biết trong bức tranh hình ảnh nào là hình ảnh chính? Hình ảnh chính là những người đang múa rồng và những người đánh trống. Bạn cho cô biết đâu là hình ảnh phụ? Hình ảnh phụ là khán giả đang xem cây và cỏ, những cảnh vật xung quanh. Khi chúng ta muốn vẽ màu vào tranh múa rồng, ta tiến hành như thế nào vậy các bạn? Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ màu vào đâu trước? Để vẽ màu vào tranh, các bạn lần lượt vẽ màu vào hình ảnh chính trước. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ màu vào hình ảnh phụ. Bước cuối cùng, các bạn có đoán ra được chúng ta sẽ vẽ màu vào đâu không các bạn? Bước cuối cùng là chúng ta sẽ vẽ màu cho nền. Đây là một số bài vẽ màu tham khảo các bạn có thể quan sát. Màu sắc trong các bức tranh của cô có giống nhau không các bạn? Về phần con rồng, các bạn có thể tô nhiều màu sắc khác nhau.
Chúng ta sẽ sang tiếp bài 16 trang 40 và 41 và 42. Các bạn xem tranh cô có ở trên. Đây là tranh nhân gian. Hai bức tranh số 1 của cô là tranh vinh hoa phú quý. Tranh số 2 là tranh cá chép. Tranh số 3 là tranh thổi sáo. Tranh số 4 là tranh đấu vật. Và bức tranh cuối cùng là bức tranh đám cưới chuột. Tranh nhân gian là các dòng tranh cổ truyền của Việt Nam có nghệ thuật độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc, thường được vẽ và in bán vào dịp Tết, nên còn gọi là tranh Tết. Tranh nhân gian do nhiều nghệ nhân sáng tác và sản xuất, mang tính truyền nghề từ đời này qua đời khác. Nổi bật nhất là dòng tranh nhân gian Đông Hồ ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tranh nhân gian có nhiều đề tài khác nhau như tranh sinh hoạt lao động sản xuất, ngợi ca các anh hùng dân tộc, tranh châm biếm, thói hư, tật xấu trong xã hội, tranh thờ, tranh trang trí. Các bạn tiếp tục quan sát tranh ở trang số 41. Đây là bức tranh gì? Đây là bức tranh thánh gióng, tranh nhân gian Đông Hồ. Các bạn quan sát, đâu là hình ảnh chính trong bức tranh? Hình ảnh chính trong bức tranh là hình ảnh thánh gióng và binh lính. Hình ảnh phụ là những dãy núi, những binh lính ở xa. Đây là hai bài vẽ màu khác nhau, các bạn có thể tham khảo. Tiếp theo các bạn sẽ mở trang số 70 và 71, bài số 28. Các bạn quan sát tranh và cho cô biết trong hình chụp con vật gì? Đây là hình ảnh con rùa. Màu sắc của từng con vật như thế nào? Màu sắc của các con vật khác nhau. Trong hình là hoa gì vậy các bạn? Trong hình là hoa sen. Màu sắc có giống nhau không? Hình đầu tiên hoa sen màu hồng, nhị màu vàng. Hình thứ hai hoa sen màu trắng, lá xanh. Hình thứ ba hoa sen màu xanh hơi nhạt. Màu sắc của ba bức tranh này không giống nhau. Các bạn quan sát hình 1, hình 2
Trong hình vẽ có sẵn hình 1 vẽ những hình ảnh gì? Hình 1, bức tranh vẽ hình con rùa và những chú cá nhỏ đang ở dưới nước. Hình số 2 vẽ hình gì? Hình số 2 vẽ một loại lọ hoa sen rất là đẹp. Khi tiến hành vẽ màu cho hai bức tranh, hình số 1 các bạn sẽ vẽ con rùa trước, vẽ màu phù hợp với con rùa. Các bạn lưu ý, mai rùa các bạn có thể sáng tạo và vẽ thật là nhiều màu sắc rực rỡ. Sau khi vẽ hình ảnh chính rồi, các bạn sẽ tiến hành vẽ hình màu nền. Bức tranh số 2, các bạn sẽ vẽ lọ và hoa trước, vẽ màu phù hợp với hoa của chúng ta. Sau đó các bạn sẽ vẽ màu nền. Các bạn lưu ý, khi vẽ màu cho tranh, các bạn vẽ màu cẩn thận, không để màu lan ra ở ngoài. Vẽ màu có đậm có nhạt. Đây là một số bức tranh cô đã vẽ màu rồi, các bạn có thể tham khảo. Chúng ta sẽ vào phần thực hành, các bạn sẽ vẽ màu vào hình có sẵn. Bài 9 trang số 25, bài 16 trang 42, bài 28 trang 70 và 71. Các bạn lưu ý, khi chúng ta vẽ màu, các bạn hạn chế sử dụng vẽ màu đen. Tiết học đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở tiết học tiếp theo nhé.